Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mình mới vừa lắp đặt một cái dè winner màu xanh GP cho anh trai đi Exciter 150 phiên bản GP 2016 này. Thì anh này ở dưới Đồng Tháp 86N1 nè, mới vừa sáng sớm nay mới vừa chạy ghé qua shop để mà gắn cái dè winner đây. Thì đây là cái khung cảnh của toàn bộ của cái dè winner này. Thì anh này đang gắn một cái bộ mắt mèo phản quang để cho nó phản chiếu ánh sáng, đi đường nó sẽ tốt hơn. Thì giờ qua đây mình sẽ chiếu toàn cảnh cái dè winner. Chiếc xe này thì anh này đã lên cái vỏ trước rồi. Thì cái vỏ này là vỏ 80, 90, 17 nha. Cái này của cái hiệu gì đây? Hiệu Vifa. Nói chung cái mẫu này nó nhìn nó cũng tựa tựa như là của Pirelli vậy đó. Nhưng mà không phải của Pirelli, nhìn nó cũng dày, cũng chắc chắn đó. Vỏ 80-90. Thì đây là cái bộ dè winner gắn lên xong nè. Thì dè này là màu xanh GP, gắn lên đi trang vô là cái màu sơn luôn. Đó. Đây, và cái phần đuôi dè đây, nó kéo dài xuống, nó vuốt dài xuống tới dưới cái mỏ cày luôn. Đó, nó sẽ giúp cho chúng ta thể chống bùn nó hiệu quả hơn. Và những cái chiếc đời đầu này nè, là nó bị cái tình trạng là khi mà vô ổ gà là nó sẽ bị kêu cái tiếng cụp cụp á, là do cái lò xo phuộc nó hơi ngắn. Và cái thứ hai là cái dè zin của nó thì nó sẽ bị kêu, là một trong hai cái đó. Và khi chúng ta đã gắn cái dè winner này xong á, thì chúng ta sẽ giảm được rõ rệt cái tiếng cụp cụp luôn, là khi vô vào cái ổ gà nó sẽ giảm rất là nhiều cái âm thanh đó, giúp cho chúng ta có thể trải nghiệm được cái xe tốt hơn, không có khó chịu nữa. Và đây, lúc trước thì anh này cũng có gắn một cái lưới chắn bùn ở đây nè, để che cái phần lốc máy lại. Thì đáng tiếc một điều là cũng do ban đầu chưa có tham khảo kỹ, cho nên là sau một năm đi thì mưa gió rồi đó, thì nó đang bị xét cái cổ bô nè. Nãy sắp sửa sẽ dự định là sơn lại hoặc là thay một cái cổ bô mới đó. Thì mình cũng khuyên thiệt lòng là các anh em đừng có nên gắn cái miếng trắng nó làm gì. Nếu mà không lên dè winner thì cứ để cái dè zin mà đi, rồi khi mà mưa gió thì chúng ta cứ chịu khó để mà rửa cái cục máy này, hoặc là lấy cái vòi nước để mà xịt rửa cái cổ bô này cho nó sạch sẽ một tí, chứ đừng có nên gắn mấy cái miếng đó làm gì. Nó sẽ bị nóng máy và nó làm cho cổ bô chúng ta là khúc máy bị ngã vàng rất là nhiều. Đó là những cái tác hại mà khi chúng ta gắn vào cái miếng trắng bùn đó. Thì chúng ta có thể lên cái dè winner này để khắc phục, giảm tối thiểu luôn cái phần bùn đất nó văng vào, cũng như là giảm được cái tiếng âm thanh nó đâu. Đây là mình sẽ quay tổng thể của cái chiếc xe này. Đó. Đây. Và hiện tại shop mình đang ở cái địa chỉ là đó trên cái bảng ấy không, là 99/3B Lê Lợi, Tân Thế Nhì, Hóc Môn. Số điện thoại trên đó luôn là 0902 34 8441. Thì anh em nào cứ muốn lắp đặt hay là muốn tư vấn gì cứ inbox hoặc gọi số điện thoại mình sẽ tư vấn. Rồi, xin cảm ơn mọi người.